Hôm nay Vivi sẽ múc băng một xô hải sản siêu to khổng lồ này nha. Đố mọi người có những con gì trong này á. Ngon chưa? Hấp dẫn chưa mọi người ơi? Tôm hùm. Thấy chưa? Trời nó ngon. Nó ngon gọi là xuất sắc. Này là hải sản sốt bơ tỏi nha mọi người. Ngon chấn động luôn mọi người. Là tôm hùm đất nha. Ngon lắm luôn mọi người. Mấy em tôm hùm đất cũng siêu chắc luôn mọi người. Ngon quá luôn mọi người ơi. Xuất sắc tuyệt vời. Bảo ngư. Ngưu hai cùi. Ngon. Bá cháy luôn. Ngon quá mọi người.